Người lẽ người đẹp về lúa, lúa tốt vì phân. Dâu tây thì muốn ngọt thì phải có nhiều phân hữu cơ. Chuẩn bị cho mùa vụ mới. Mộc Châu thì nổi tiếng với vùng đất của bò sữa rồi, nên là phân bò Mộc Châu rất nhiều. Hôm nay thì mình làm hai chuyến nhẹ nhàng. Mỗi chuyến 10 tấn trả khắp vườn. Xung quanh là vườn mận đang có quả non. Kiền ông Nam sao không sao ôi là đi hết rồi, đi hết tuổi đấy à? Đấy, cả xe này nữa, vừa mình đổ trên kia. Tiến lên đây chú ơi. Lên trên này một ít đi. Đây đi lên trên này đi. Phân bò này có một mùi thơm khá là đặc trưng, thoang thoảng. Phân thì còn rất nhiều, đó là sơ, đó là cỏ chưa ăn hết của bò, rồi có cả cám nữa, họ ủ này, cám bò không ăn hết. Ai, nồng nàn Hà Nội, thì đây là nồng nàn phân bò. Lôi đây, lôi đây. Lên lên lên. Lên hết đi. Giật, 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 giật đi chú, giật đi. Đấy, gần hết rồi. Ok, ok. Đó. Vài chiêu lắc lắc là rụng hết phân thôi. Thôi đi về ăn cơm thôi. À đâu ông đi về nấu cơm. Về nấu cơm đã. À, sự nghiệp nhà nông ốp mặt vào đống phân. Ôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok, ok. Tiến lên đi, chỗ kia đi. Phân bò đậu ổ hoai trồng cho dâu, bón cho dâu tây. Lên đi, lên đi, lên đi. Đang nói chuyện điện thoại, đang nói chuyện video. Hết rồi, nó hết rồi, nó hết rồi. Đây đổ nốt chỗ này là chạy ra thôi.
bên con hai xe, mỗi con xe 10 tấn.